Cứu sống hai ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Ngãi. Chiều 24 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai ngư dân bị chìm tàu trên vùng nước cảng biển Dung Quất và được tàu vận tải Tân Cảng A18 cứu nạn. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10, trong lúc neo đậu tại cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất, tàu vận tải Tân Cảng A18 phát hiện một tàu sắt bị chìm, cách phao số 1 khoảng 4 hải lý. Trên tàu có hai ngư dân bị sóng biển nhấn chìm. Thuyền trưởng tàu Tân Cảng A18 đã nhanh chóng cơ động phương tiện để đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa hai ngư dân lên tàu tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khỏe. Hai ngư dân bị nạn là ông Nguyễn Duy Văn sinh năm 1985, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn và ông Nguyễn Thiện sinh năm 1964, trú xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hai ngư dân này nuôi hải sản lồng bè tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do ảnh hưởng của mưa lũ, lồng bè trôi ra biển nên ông Văn và Thiện sử dụng tàu sắt lai dắt lồng bè về cảng Dung Quất. Tuy nhiên, khi vào vùng nước cảng biển, tàu của họ bị sóng đánh chìm. Rất may là tàu vận tải Tân Cảng kịp thời cứu nạn. Sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã liên lạc với gia đình và chính quyền bàn giao người bị nạn.